我都把我的整得就很纠结，相当于做了好事得不到谢，还有点怪。Chỉ vì tiếc tiền sửa ô tô, ba mẹ ngăn cản không cho ai đập kính cứu con đang bị kẹt trong xe. Sự việc xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trên chiếc xe hơi màu xanh của một cặp vợ chồng đậu sát vỉa hè gần quán ăn đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh đó. Được biết hai vợ chồng đã để quên chìa khóa trong xe và con trai của họ khoảng 5 tuổi cũng còn ở trong đó. Lúc đó anh Linh đang ngồi ăn tối với bạn bè, nghe thấy những người đi qua nói rằng có đứa trẻ bị kẹt trong ô tô. Dù nhiều người đã gõ cửa gọi nhưng em vẫn nằm bất động. Thấy vậy anh chạy ra xem sự việc thế nào thì mới biết bố mẹ của bé trai trong xe không muốn phá cửa kính chỉ vì lo sẽ tốn tiền sửa xe. Anh lo lắng vì bé ngồi trong xe sẽ bị thiếu oxy và mùa hè trời nóng sợ em dễ bị ngộp nên anh thuyết phục bố mẹ bé cho phá cửa kính. Thậm chí, Linh nói anh sẽ trả tiền thay cửa kính xe cho họ nhưng họ vẫn nhất quyết không đồng ý. Thấy việc thuyết phục vừa mất thời gian vừa vô ích, Linh liền quyết định lấy búa đập cửa kính và bế bé trai ra. Một người khác thấy vậy cũng tiến tới giúp. Mặc dù ra tay cứu con của hai vợ chồng, nhưng anh không nhận được bất cứ lời cảm ơn nào, lại bị mẹ của bé trai mắng. Cô cho rằng con mình nằm bất động chỉ do đang ngủ thôi. Thậm chí cô còn trách việc Linh đập vỡ kính vừa làm hỏng xe và vừa làm bé sợ hãi. Đúng là làm ơn mắc oán. Giúp người nhưng chưa được cảm ơn lời nào, lại còn bị trách ngược lại. Thật là một điều không ai mong muốn đúng không nào? Bạn thấy hành động của hai vợ chồng này như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết với nhé! Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.